máy chuyển nguồn chuyên dùng cho anh em thợ sửa chữa các bạn nhé. Ở đây chúng ta có cái đầu vào, các bạn có thể lấy nguồn từ cổng tai C cũng như là máy cấp nguồn đa năng với điện áp là từ 12 đến 28V. Và đầu ra thì có cổng USB là 5V và cổng tai C. Và đây hiển thị cái dòng điện đang tiêu hao. Và đây chúng ta nhìn thấy này, input là từ 12 đến 28V, công suất là 100W max. Còn cái out ra này của tai C là từ 5 đến 20V. Thay đổi điện áp chính là do cái dây sạc của bạn có cái nhận dạng điện áp hay không nhé. Còn cái ở cái chỗ độ cổng USB thì là 5V các bạn nhé. Cái này anh em thợ dùng sửa chữa để nó hiển thị như cái máy cấp dòng trong quá trình chúng ta sửa. Cần mua hàng thì các bạn call số 0906 010103, có cả dây tai C đi kèm nếu các bạn mua kèm các bạn nhé.